Vâng, hiện tại em Thành đang có mặt tại xã Phúc Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nói đến xã Phúc Châu thì mọi người biết ngay đến trong đó có trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, tọa lạc tại xã Phúc Châu, huyện Chương Mỹ. Những thửa đất bên tay trái em đây, đó là những thửa đất phun thổ cư, 5 sổ hồng, công chứng trong ngày. Đó, những thửa đất với giá trị là chỉ trên 2 tỷ một lô, rất tiềm năng. Cách trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao chỉ rơi vào 200m và cách quốc lộ 6A cũng chỉ 500m. Nơi đây thì có theo quy hoạch của thành phố Hà Nội thì có tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài chạy qua. Đó, có tuyến buýt hiện tại là đang hiện hữu rất là đông rồi, với tần suất 5 phút một chuyến. Từ vị trí thửa đất ra trục chính của xã Phúc Châu chỉ rơi vào tầm 40m, đấy, rất là gần. Ở đây thì bên cạnh có những cái tòa nhà thương mại cũng đang được dần hoàn thiện và để bán cho những anh chị nhà đầu tư hoặc những người dân có nhu cầu để ở, để có hộ khẩu Hà Nội, rất là tiện. Đó, anh chị nào muốn mua những thửa đất này về tự thiết kế nhà, tự xây hoặc là để đầu tư đón đầu tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, tuyến đường vành đai 4 ngay gần của xã Phúc Châu. Đó, thì có thể liên hệ với em Thành. Em Thành có thể review flycam phía sau màn hình. Em Thành cảm ơn anh chị.